mì cũng chín rồi các bạn. Đây, bây giờ mình đang sẽ thử miếng xem như nào nhá. Sẽ lấy thử một miếng mít và miếng gà ra ăn thử mọi người nhá, xem nó ngon lắm các bạn. Ui ngọt thế nhỉ. Giờ mình sẽ ăn miếng thử miếng này nhá, già rồi. Ngon, ngon lắm các bạn. Các bạn muốn ăn gà ăn mít thì các bạn cứ làm theo cách của anh em mình nhá, mình đảm bảo rất ngon các bạn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã đến với kênh ẩm thực của TV của nhà mình nhá. Hôm nay mình làm thử món gà om mít xanh xem nó như thế nào mọi người nhá. Mọi người nhớ theo dõi clip của nhà mình nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em Cảng Hố sẽ làm món gà om mít. Đây gà mình mổ sẵn rồi các bạn ạ. Đây là mít, như các bạn nhớ là phải là mít non nhá. Càng non càng tốt thì nó ăn sẽ ngon hơn. Hôm nay nhà mình sẽ làm món gà om mít để thưởng thức xem là hương vị nó sẽ như thế nào. Giờ mình sẽ chặt gà nhỏ ra, chặt miếng các bạn nhá. Giờ mình sẽ chặt miếng gà nhỏ ra rồi mình sẽ cho vào om. Còn mít thì mình đã làm sạch sẽ sẵn rồi, mình đã bổ miếng sẵn rồi, chỉ sẵn om thôi các bạn ạ. Chú gà sống mình mổ để om với mít xanh này, mít xanh mình đã thái sẵn cho mọi người nhá. Miếng rất là ngon. Để tí nữa cho vào om mít, om gà các bạn nhé. Chặt ba chế gà ra để cho vào om. Đấy, đây là hai quả mít xanh mọi người nhé. Rồi đây là mình đã chặt gà thành miếng sẵn rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chặt miếng hành rồi phi lên cho nó thơm, cho nó có cái hương vị thơm to nhá. Rồi anh em mình sẽ băm ra giảm món gừng với hành này để xào cùng gà với mít mọi người nhé. Món này mình ăn thử rất là ngon mọi người ạ. Đây gà lại chặt xong rồi này, chuẩn bị cho vào để chế biến mọi người nhé. Rồi mình sẽ phi hành và gừng và dầu lên để cho nó thơm mọi người nhé. Rồi anh em mình sẽ cho gà vào để om. Phi hành gừng dầu này rất là thơm mọi người nhé. Mọi người phải phi thơm lên thì món ăn nó mới hấp dẫn đậm đà mọi người nhé. Giờ mình sẽ cho gà vào để đảo cùng nhé. Giờ mình sẽ nêm gia vị và xào gà qua rồi để cho mít vào xong nhé. Giờ nước mắm rồi nhé. Giờ gia vị nha, nước mắm gia vị và mình trứng nào mọi người nhé. Để xào lên cho nó thịt gà nó tan vào nước mọi người nhé. Đây sẽ xào thật rang thật kỹ cho gà nó tan mọi người nhé. Thì mình sẽ biết vào mít sau. Thank you.
là rất săn này, mình sẽ cho thêm mít vào mọi người nhé. Mình cho mít vào để om cùng này, cho nó ngấm mọi người nhé. Đây là mít xanh mình bổ, mình gọt vỏ, mình bổ tất cả mọi người nhé, cả hạt luôn, cả muối cả hạt luôn mọi người nhé, rất là mềm. Mình sẽ hầm một lúc cho nó chín cả gà lẫn mít mọi người nhé. Đây là món gà om mít của mình nha mọi người nhá, rất là ngon. Mọi người xem clip của anh em mình nhớ xin dành tặng cho anh em mình xin lượt đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp anh em mình nhá. Để anh em mình có động lực làm clip mới mọi người nhá. Đấy, gà sủi rất ngon mọi người ạ. Ngọt thế, ngọt lừ. Và rất là thơm mọi người ạ, rất là ngon, thơm ngon lắm. Ai ăn món gà om mít thì cứ làm như mình này mọi người nhé, rất là đơn giản mà ngon. Giờ đang mùa mít xanh rất là nhiều, các bạn cứ làm như mình này ăn thưởng thức thử mọi người nhé. Sắp chín rồi mọi người ạ. Mít chín rồi các bạn. Bây giờ mình đang sẽ thử miếng ra như nào nhá. Sẽ lấy thử một miếng mít và miếng gà ra ăn thử mọi người nhá. Xem nó. Ngon lắm các bạn. Ui, ngon thế được. Giờ mình sẽ ăn miếng thử cái này nè. Già rồi. Đấy, món gà này nhà mình chỉ làm như vậy. Mọi người xem clip nhà mình làm thì nếu ai muốn ăn món gà này thì cứ làm như nhà mình nhé. Còn mình không quay dài clip mọi người nhé. Bây giờ mình chỉ quay đến lúc mình chế biến chín thôi. Mình ăn thử vài miếng thôi. Đâu là đừng clip mọi người nhé. Giờ sẽ ăn thử miếng mít và miếng thịt gà xem nó ngon mọi người nhé, chất lượng rất là mềm. Anh em mình mời mọi người thưởng thức mọi người nhé. Mít này cũng rất là nhanh mềm mọi người ạ, gà cũng rất là nhanh mềm, mít xanh ninh này một lúc là mềm, ăn nó rất là thơm mọi người. Mình sẽ lấy một miếng thịt gà mình ăn thử mọi người nhá. Mời mọi người thử mình nhá. Đây là món miếng gà, đây thịt gà rất là to mọi người nhá. Mời mọi người thử mình nhá. Đây là món thêm một miếng mít mọi người nhá, rất là nóng, ngon mọi người ạ. Mọi người thưởng thức của anh em mình nhá. Đây là gà om mít xanh của anh em mình. Hôm nay mình sẽ tạm dừng clip ở đây mọi người nhá. Mọi người nhớ xem video dành cho anh em mình, xin một lượt like, chia sẻ, đăng ký giúp anh em mình ủng hộ kênh anh em mình nhá. Để anh em mình tiếp tục làm những clip
về ẩm thực, về giải trí để cho mọi người xem bữa ăn nhà mình nhé. Thân ái chào tạm biệt mọi người nhé, bye bye mọi người nhé.